Ok, hello anh em nha. Thì chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Mình là Vui Va đây. Chắc là anh em cũng lâu lắm rồi mới thấy mình lại video đúng không? Tại vì hai tuần vừa qua mình có một số công việc yêu cầu mình phải di chuyển xa anh em, thì mình không có làm video cho anh em được. Thì cuối cùng thì mình cũng hoàn thành công việc và mình trở lại với anh em đây. Mình cũng khá là vui khi mà trong quá trình mà mình không up video á, thì vẫn có rất nhiều anh em ủng hộ bên mình về khoản là cái nhất là nạp game, cái thứ hai là vẫn sub cho kênh của mình lên đều. Được rồi, thì tại sao hôm nay mình không có review bên con Ninja Ultimate King mà lại là con Fury Fighter? Tại vì con Fury Fighter nó mới update anh em ạ, nó update hoàn toàn luôn nha. Thì con Fury Fighter nó update cái gì? Cái nhất đó là update cái Trio nhá. Trio bên Fury Fighter đã chính thức lên cấp 90 nha anh em. Đây, chính thức lên cấp 90 rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tất cả phần thưởng ở trong shop đã đều được thay đổi nha anh em. Ví dụ như là Arena Store thì đã đổi hoàn toàn những mạnh tướng SR cũ nha thành những con SR mới. Thực ra mấy con này cũng không phải mới, nhưng mà ý là để cho anh em có nhu cầu đổi và nâng speed. Được chưa? Đấy, kể cả trong ngoài arena ra thì ở trong trio nhá, phần thưởng trio nè, mảnh thưởng SR cũng đổi nè, và kể cả gui nhá, đây kể cả trong gui store nhá cũng đổi luôn. Thì mình khá hài lòng về cái update này trong của Fury Fighter nhá. Tại vì sao? Cái nhất á là nó khiến cho anh em kiếm tướng dễ hơn, được chưa? Cái thứ hai là những con mảnh tướng này nè, anh em không cần phải bỏ vé ra để nâng lên nữa, mà nếu có thể đổi luôn, úp sao cao lên á thì anh em sẽ tăng được cái speed của nó lên đúng không anh em? Và mình mong á ở bên con Ninja sắp tới nó cũng sẽ update như thế này nha. Mình mong Ninja sắp tới nó cũng update như này, tại vì những cái shop và đổi mảnh tướng của con Ninja thật là mình ngán lắm rồi, thiệt mình ngán lắm rồi, cho nên mình mong sắp tới là cũng thay đổi để nhờ anh em á. Cái nhất là nhiều lối chơi hơn nè, cái thứ hai nhiều sự lựa chọn hơn, cái thứ ba là up speed nó dễ hơn. Dù sao thì bây giờ up speed nó cũng là một cái vấn đề gì đó khá là khó khăn đối với anh em chơi bên Ninja nha, cực kỳ khó khăn luôn. Tại vì bây giờ anh bên Ninja không còn shop gold nữa. Anh em có thể thấy bên Fury Fighter nha, đây thấy không, nó có summon gold này, như là mình nhiều vàng đúng không, mình ít chơi combo á thì mình để summon gold nhá. Đấy, nó sẽ ra food nè, mảnh tướng thì anh em có thể dùng nữa để tăng speed. Nhưng còn bên Fury Fighter thì không, hết rồi nha anh em. Ôi, ở bên Ninja Ultimate King thì hết rồi nha. Thì cái shop này bên Ninja Ultimate King ấy, anh em chỉ có thể roll free để lấy tướng thôi, chứ không còn food nữa, nên khá là khoai. Được rồi, và đợi mình còn nói sơ sơ qua cái event đập trứng này luôn. Thì như mình đã bảo rồi, 120 búa gỗ thì chơi. Búa vàng thì 80 búa. Búa kim cương thì 15 búa nha, để lấy full móc quà nha anh em. Đây, nhưng mình có 120 búa vàng, 120 búa thường mình chơi luôn. Anh em chờ mình xíu nhá. Cái gì là mình chỉnh lại nhạc để cho anh em dễ nghe hơn. Cũng như bạn, đậm chất tri. Ok. Mới nhạc kia nó hơi khó nghe một xíu nha. Đây. Thường thường là cứ 10 búa gỗ là sẽ được một búa vàng nha anh em. Và anh em đừng có lo là mình kiểu là mình bỏ không làm video nữa là gì nha. Tại vì vừa rồi là mình có chuyến công tác tầm 2 tuần cho nên mình không có up video cho anh em được. Còn bây giờ là mình đã chính thức quay trở lại nha anh em. Tất nhiên là mẹ comeback là nó phải mạnh mẽ hơn xưa chứ đúng không? Đây, thì mình cho anh em thấy được con Fury Fighter nó update những cái gì, để sắp tới lỡ đâu trường hợp con, đây là một động thái, anh em hiểu không? Đây là một động thái để cho con Ninja update là sao? Chứ anh em chơi content cũ bên Ninja chắc cũng chán rồi, thật sự là như vậy. Update nhiều content mới lên, mặc dù nó không phải là quá ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nó cũng khiến cho anh em mình có cái gì đó mới lạ, anh em hiểu không? Chứ để cái gì cũ quá thì thật, anh em vô anh em làm cái daily xem anh em out, anh em vô anh em ngó xem có event gì anh em out.
Rồi. Rồi, thì là hay là mình đã xong 120 búa thường nha, để mình ăn phú mốc búa thường này. Video này thì mình sẽ làm dài dài một xíu. Dễ chơi à gì ta? Búa cho anh em xem luôn. Đây, mình đã đủ 80 búa vàng rồi nhá. Thì búa vàng phần thưởng của nó thì em nhìn như này nè. Nó cũng không có gì ngon, ngoài ngon nhất á thì chắc là có của Goten. Goten SS4 và con Gohan SS2 này là hai cái ngon nhất. Còn lại thì thực sự là không quan trọng lắm. Hai cái này ngon nhất. Ở trên này thì anh em nhìn vậy thôi nhé, chứ khó ra lắm anh em. Khó ra lắm. Hai chỗ hộp và vũ khí với lại mảnh này khó ra lắm. Được rồi, mình sẽ test cho anh em xem 80 búa nhá, làm full full mốc nhá. Thì mình được khoảng bao nhiêu món ngon nhá. Và bao nhiêu búa kim cương luôn nha anh em. Ok, thấy không? Toàn ra mấy thứ này thôi. Không không dễ ăn đâu anh em ạ. Rồi, 20 mảnh này. Là ok nha anh em. Quá đẹp luôn. Thực ra là ui. Tôi bảo khó ra mà cuối cùng nó lại ra liên tục anh em ạ. Chắc là cho tôi may mắn thôi, tại vì đợt trước là bản thân mình cũng chơi cái event này cũng nhiều rồi á. Đấy, bắt đầu đấy, bắt đầu có hiện tượng là toàn ra rác nha anh em. Dù sao thì theo mình thấy đánh giá của con Ninja với lại con Food Fighter thì con đây có ok này. Con Food Fighter nó vẫn gọi là có đầu tư hơn anh em ạ, có đầu tư hơn và nó ưu đãi người chơi nhiều hơn con Ninja. Nên là mình nói thẳng nó thật nhá, kiếm tướng bên Food Fighter kiếm rất là dễ, còn bên Ninja thật với anh em luôn, ôi đang tu này thật với anh em luôn nhá, đuổi lắm, bên Ninja kiếm tướng đuổi lắm thật. Bây giờ kiểu anh em nào mà chơi trên một bộ kim cương nhá, hoặc là mình tốn tầm bao nhiêu cái 10 cái hay 12 cái mới là một bộ kim cương, rất khá là mất dạy. Thì bây giờ anh em bên Ultimate King á, chỉ có Đức chăm xem video thì mới ra úp được tướng. Còn nhiều ông không chơi không có biết á, không có xem video của mình không có biết, rồi nhiều ông chơi AOS nữa. Bây giờ AOS thì nó đang kiểu hình như là theo tôi nghe idol dân á bảo là xóa app ẩn app rồi không có phiên bản xem video kiểu thứ, mà anh em biết mà, một ngày 70 đá tím một ngày không không đá tím nào thì nó chênh lệch nhau nhiều lắm. Và tất nhiên là trong game này thì búa vàng không phải là cứ đây, cái mình cần là cái này anh em ạ, mình cực kỳ cần weapon luôn để mình lên gây 6 cam B6 nhá, cũng như là gây 6 đấy. Còn nếu mà anh em hỏi là ôi anh em hỏi là kiểu nếu mà theo mình á, một người nó kiểu như là anh em không có fan bên nào hết, anh em kiểu trung gian, anh em không cũng không quá thích Naruto hay là anh em cũng không quá thích bên Full Reverter thì nên chơi bên nào? Mình cái này mình nói thẳng nói thật nha. Nếu mà ưu tiên nông dân á thì chắc là mình nghĩ là bên là con ưu tiên mấy Ninja King nó ưu tiên hơn. Còn ưu tiên những người nạp tiền á, những người nạp tiền á thì mình nghĩ là bên con Full Reverter. Tại vì sao? Tại vì bên con Full Reverter á, đơn giản thôi, mình nói về vấn đề combo. Vấn đề combo nha, về vấn đề nâng sao tướng luôn, cực kỳ khó và cực kỳ khoai. Những anh em nạp tiền là chắc chắn áp đảo những anh em cày chay rồi. Còn ở bên Ninja á, thật luôn, anh em xem video hay là anh em cày chay vẫn thở thoải mái. Tại vì ở bên nó nâng combo rất là dễ. Anh em có vàng, anh em tiêu mốc vàng là anh em được sâu rồi. Rồi kể cả mấy cái đồng xu á, để anh em nâng cấp cái sâu của con combo nó cũng dễ nữa. Ôi, có khi là tôi đủ 15 búa, 15 búa kim cương không? Nó cũng dễ hơn rất là nhiều 34 này. Rất là nhiều so với lại bên con Fury Fighter nha. Fury Fighter anh em chơi combo khó lắm. Thiệt á, chỉ có anh em mà có điều kiện mới chơi được combo thôi. Còn không á, tôi khuyên anh em dẹp mẹ đi. Còn bên Ninja thì anh em chơi combo thoải mái nên cực kỳ nhàn luôn. Để nâng mát thì khó nhưng mà nâng tầm trung á, nâng kiểu giữa 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 tôi nghĩ là thoải mái, không vấn đề gì cả. Ôi, bây giờ được 170 mấy mảnh này là được một con tướng rồi đấy. Đây này mình nói thiệt nhá,
Còn hai con game á vốn dĩ là cái cơ chế nó tương tự nhau và kể cả tướng cũng tương tự nhau luôn. Được chưa? Quan trọng là tại sao là tôi lại chơi cả hai con game. Cái thứ nhất là hai con game này nó y chang nhau, là dễ chơi nhá, mình hiểu được một con game là mình sẽ chơi được con game còn lại luôn. Cái thứ hai là mình cập nhật cái update cho anh em nữa. Ví dụ là con game này nó update thì con bên kia nó cũng sẽ update theo, đúng không? Đơn giản là ra tướng gì mới thì bên nào update trước thì mình ngó trước. Và cái thứ hai là kiểu mình cũng thích Dragon Ball và cả thích cả Naruto nữa. Đấy, còn anh em chơi game nào á thì phụ thuộc vào sở thích của anh em thôi. Thích Dragon Ball thì chơi game này, thích Naruto chơi game kia. Còn nếu mà chả thích game nào cả đó, mà kiểu là tôi có tiền, tôi muốn play to win á, anh em có thể qua Free Fighter. Còn nếu mà anh em kiểu là thôi tao nông dân, tao không có là nạp tiền tao không bay đồng nào đó, thì mình nghĩ là anh em qua con Ultimate Ninja King là đẹp nhất nha. Bao nhiêu cái rồi? 58, mình còn 27 cái nữa nha. 27 cái cho 4 búa thì chắc mình nghĩ là hoang đường rồi. Đây, tôi đập nãy giờ tôi đập 50 mấy phát được hai hồn vũ khí nhá. Trong khi anh em nhìn cái tỷ lệ này, tỷ lệ hai con này ngang nhau nhá, nhưng mà khi nào này cũng ra, con này không ra. Rất là đếm thúi luôn. Tại vì mảnh tướng anh em kiếm dễ, nhưng mà cái rương vũ khí anh em kiếm khoái lắm. Ngày xưa tôi cũng chơi ngu, tôi cũng mở mẹ lấy cái vũ khí của con nào với bao vận. Giờ mới tiếc. Ôi, được còn bao nhiêu búa nữa? Còn 21 búa nữa cho ba cái búa kim cương thì chắc là không đủ đâu anh em. Chắc là no hope rồi. À, 20 búa nữa cho hai cái. Tôi mong sao là đủ 15 búa kim cương để đập lên cho anh em xem luôn nhá. Mong sao là vậy. Tại vì đến tập này là anh em tự nhiên mình phải chờ thêm một đợt event nữa thì kỳ quá đúng không? Nếu mà đủ là luôn là tôi may mắn đó, tôi cực kỳ lời đó anh em. À, và bên Ninja thì cũng đang có event đập trứng nhá. Thì nó y chang thôi, nó cũng không khác gì đâu. Bao nhiêu rồi? Còn 15 búa nữa, 15 búa cho hai búa kim cương, khoai quá. Khoai quá anh em. Má 7%, không ra là không ra anh em ạ. Không ra rồi, khó rồi. Còn 14 búa à. Ok, mình còn 11 phát cho một búa kim cương nha anh em. 11 phát cho một búa kim cương nhá. Đây, 11 phát này. Tôi mong là ra được thì để mình tiến hành mình đập búa kim cương. Ok. Nay chill thôi anh em ạ. Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu là kiểu comeback lại làm video kiểu về tiêu điểm tướng hay là đủ thứ các kiểu thứ cho anh em nhá. Yên tâm, tôi sẽ phục vụ anh em tận tình. Mấy là anh em còn ủng hộ tôi. Ôi, mình ra được hai cái tool của con này, hai cái em muốn lấy con này luôn. Khá là vớ vẩn rồi em, mấy con này mấy con cũ quá rồi. Mình trong mình nó kêu một búa kim cương mà vẫn chưa thấy ra. Ôi, đây rồi, coi như là mình đã đủ nhá. Nhưng mình vẫn sẽ đập thêm 5 cái nữa để đủ ăn cái mốc này nha em. Đây, cuối cùng là mình lại có video nó lại dài ra rồi. Ôi, wow, ở chứ là tôi đỏ anh em, tôi đỏ lắm luôn đấy. Chà, đập cái này nó gây nghiện lắm anh em, nó gây nghiện lắm. Còn hai cái, nói chung là anh em cứ đủ full mốc là em chơi nhá. Ôi, mua cái tay đâu này. Ôi, nay mà tôi bội thu rồi anh em ạ, mà tôi bội thu luôn rồi. Vậy là quá ok rồi, 150 cái. Rồi, mình sẽ tiến hành mình đập và mình sẽ nhận hết quà trước nhá. Và mình sẽ tiến hành mình đập 15 búa kim cương cho anh em xem luôn nhá. Thì búa kim cương thì phần quà gọi là nó gọi là kinh ngon rất là nhiều. Tại vì nó có cả sở hữu của amulet của combo luôn. Còn bên ninja mình gọi là cái tool đấy. Đây, anh em có thể xem phần thưởng ở đây. 50 mảnh nha, mà phát ra 50 mảnh nha, tỷ lệ rất là cao luôn. Food cũng ngon. Đây, Amulet thì nó cập nhật cả con keo lẫn cả con Cumber này. Tất cả những con tướng mới nhất đều có hết. Kể cả combo mới cũng có luôn nhá. Ôi, cực kỳ ngon anh em ạ. Rất là ngon luôn. Chỉ có đen lắm thì vào được hai cái này. Và food thì cũng được anh em. Đen lắm vào cái tool phụ này thôi. Mình tiến hành là đập luôn nhá.
15 cái. Let's go anh em. Tôi mong là tôi sẽ may mắn anh em ạ. Còn mẹ tôi mới kia là để phải đứng vào tuôn phụ nó vào luôn á. Đen thế nhờ. Ôi Black Kokoro. Thật ra mình không cần cái tool đó, mình cần cái tool của combo anh em. Rồi. Không thì tool của mấy con mà mình chưa có cũng được, như là Bardock chẳng hạn. Đây có tool Bardock mà đúng không? Mình nhớ không nhầm, trong đây có tool Bardock. Đây có tool Bardock này anh em. Mong sao tôi ra được cái tool Bardock. Tôi đỡ phải chơi event. Ồ, 50 mạnh. Ok cũng được. Ý là nó không phải cái mini tool này. Chà, khó nha anh em ạ. Ui, bảy búa rồi mà chưa ra gì cả anh em ơi. Ôi, lâu ạ. Đúng mà không dễ ăn của ngoại anh em ạ. Nó cho ra nhiều búa nhưng mà mình đập toàn rác thôi. Ôi, có 5 búa rồi. Thôi kệ, coi như là mình... Ôi, thật với anh em tôi đen, mẹ tôi đen vãi đái. Đỏ cái này đến kia này mà. Thôi, mình cũng không có hy vọng nhiều. Ê không, mẹ tôi đen không? Tôi đen thiệt sự ấy, mà tôi đen bình thường đâu. À, còn một búa cuối à. Ôi, tôi đen dã man luôn anh em. Nó còn búa cuối đập nốt nha. Ôi trời ơi, battle form tôi có rồi. Chà, hay là 15 búa kim cương là tổng cộng lại là không được cái gì nha anh em. Đèn có đèn qua đèn qua anh em. Đây, tôi sẽ bật lên tổng cách cho anh xem. Cái amulet nhá. Đây, toàn rác thôi. Thế luôn rác nhiều thật sự. Đó mà chắc thật sự tôi tách hết. Tôi tách hết luôn. À, cái này tôi có rồi, bắt tập form tôi có rồi, mà dù nó ngon thiệt á, nó ngon thì nó ngon thiệt nhưng mà tôi có rồi. Hay không cái tool phụ á, đổ xài đâu anh em. Mẹ mấy con mình cần không có tool đấy. Mấy con này của tôi lại không có tool này. Em nhìn khổ không? Rõ khổ ấy. Được rồi. Thì video của mình đến đây thôi. Và mình đã review cho anh em được xem cái update và cho anh em xem là cái độ đen của tôi khi trên trứng này nhá. Nó thật là anh em là xem kênh của tôi nhiều á, là biết là tôi chơi chỉ riêng phần cái trà tôi đen vẽ đái luôn. Thật á, tất cả chỉ là một cú lừa thôi. Rồi, mình là Phu Hê Pha. Hẹn gặp lại anh em trong kênh clip sau nhá. Bye bye.